mày chết, mày chết. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thế mới là hảo hán chứ. Ôi bạn ơi, bạn sức đề kháng kém là do, và nghe bạn, là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Bạn nếu bạn chơi đồ vào thì đề kháng khỏe, nó không bao giờ bị ốm đâu bạn ạ. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái lòng mà. Chào cậu. Ôi giời ơi. Ra sôi làm ăn bươn trải. Liều thì ăn ít, không liều thì ăn nhiều. Liều thì ăn ít, không liều thì ăn nhiều. Ôi bạn ơi, bạn sức đề kháng kém là do, và nghe bạn, là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Bạn nếu bạn chơi đồ vào thì đề kháng khỏe, nó không bao giờ bị ốm đâu bạn ạ. Chơi đồ là thuốc bổ mà bạn. Bạn phải lên nhớ nhá. Cái viên thuốc bình thường, cái viên thuốc Caxit B1 bạn mua có 2.000 được mấy viên, được mấy viên đúng không? 2.000 được mấy viên hoặc là 10.000 một viên, 10.000 một viên Caxit B1 đấy đúng không? Thế đây những cái viên thuốc như viên thuốc kẹo, viên thuốc kim cương, viên thuốc vương liệm này, viên thuốc các kiểu này thì bạn mua cái đấy vào 500.000 một viên, nhưng mà chơi cái đấy vào nó phải đề kháng phải cao hơn chứ bạn. Chơi cái đấy vào càng nhiều đề kháng mà, chứ bạn không chơi là đề kháng bạn kém là phải đấy bạn ạ. Ôi giời ơi. Ôi bạn ơi, địt mẹ nào tao đây, địt con mẹ nào từ bé em đâu, địt mẹ nào tao đâu mà chưa bị đâu này. Liều thì ăn ít, không liều thì ăn nhiều. Ôi giời ơi. Sao chửi em nhá? Em chỉ nói với anh một câu này thôi. Liều thì ăn ít, không liều thì ăn nhiều.